Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Kanun, tỉnh Hắc Long Giang, miền đông bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này ngày 28 tháng 8 buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn. Vào lúc 9 giờ 25 phút sáng ngày 28 tháng 8 theo giờ địa phương, Đài khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã ban bố cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cao nhất trong 4 cấp. Do trong 3 giờ qua, lượng mưa đo được tại một trạm khí tượng ở thành phố Triệu Đông đã đạt 91,7mm và tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa một số nơi đã vượt trên 100mm. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày, Đài khí tượng tỉnh này tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ. Bởi dự kiến lượng mưa tích lũy trong 3 giờ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh này sẽ vượt 100mm. Các mức cảnh báo tương tự lại được ban bố vào lúc 13 giờ 20 phút và 13 giờ 55 phút chiều ngày 28 tháng 8. Do lượng mưa tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo dự báo của Đài khí tượng Hắc Long Giang, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, lượng mưa tích lũy ở khu vực Đông Nam Cáp Nhĩ Tân, miền Trung và Nam thành phố Mậu Đơn Giang sẽ vào khoảng 100-220mm, có nơi lên đến 250-310mm. Do khu vực xảy ra mưa lớn trùng lặp với đợt mưa trước, nên Hắc Long Giang còn được dự báo là có nguy cơ cao xảy ra thiên tai thứ cấp. Mưa lớn xảy ra vào sáng sớm đã khiến nhiều khu vực ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Sân bay Cáp Nhĩ Tân đã phải kích hoạt cảnh báo hoãn các chuyến bay trên diện rộng màu xanh. Tính đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 28 tháng 8, 40 chuyến bay tại đây đã bị hoãn. Hiện thành phố này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Mưa lớn xảy ra ở Hắc Long Giang là do chịu ảnh hưởng của bão Kanun. Cơn bão được dự báo là sắp tiến vào biển Hoa Đông ở khu vực bờ biển từ miền Trung tỉnh Chiết Giang đến phía Bắc tỉnh Phúc Kiến vào khoảng từ chiều đến đêm nay với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14, cấp 16. Bão Kanun tấn công Trung Quốc trong bối cảnh nhiều địa phương miền Bắc nước này như Bắc Kinh, Hà Bắc vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của bão Doksuri, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích, hàng triệu người phải di rời và bị ảnh hưởng. Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc đã quyết định trích 432 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 60 triệu đô la Mỹ từ Quỹ phòng chống thiên tai và cứu trợ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ 8 tỉnh bao gồm Hà Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai. Mưa lớn xối xả trút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp đã gây lũ lụt trên diện rộng, ít nhất 20 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Ngày 28 tháng 8, Trạm Thủy văn Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong 140 năm qua. Khi mưa liên tục trút xuống do ảnh hưởng của bão Doksuri, lượng mưa tối đa đo được tại hồ chứa Vương Gia Nguyên ở quận Sương Bình là 744,8mm, mức cao nhất trong 140 năm kể từ khi cơ quan trên bắt đầu thống kê. Mưa lớn xối xả trút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp đã gây lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh cho thấy hơn 52.384 người dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Bắc Kinh hiện đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai bằng cách sử dụng máy bay trực thăng của quân đội để thả các nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán người dân đang bị mắc kẹt do lũ lụt. Cơn bão Doksuri cùng cơn mưa lịch sử đã khiến người dân Bắc Kinh phải lao đao những ngày gần đây. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Doksuri, từ 8 giờ sáng thứ Bảy, Trác Châu liên tục mưa, đặc biệt trong vài ngày qua, khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, thì các con sông ở thành phố Trác Châu nằm phía tây nam Bắc Kinh đã nhận một lượng nước lớn từ Bắc Kinh, biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, đường biến thành sông. Theo Reuters đưa tin, Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đã gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn lịch sử kéo dài 5 ngày. Từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Tư tuần này, Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh cho biết đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. Cụ thể, lượng mưa của bão Doksuri trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. The Economic Times cũng viết, các khu vực phía Bắc Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, nhiều ô tô bị cuốn trôi, các ga tàu điện ngầm chìm trong biển nước, hàng trăm chiếc xe buýt dừng hoạt động. Thậm chí không chỉ có ô tô con, nhiều chiếc xe tải cũng không thoát khỏi cảnh tương tự. Rất nhiều người dân đã ghi lại cảnh các phương tiện đi lại bị cuốn bởi dòng nước lũ.
và nhiều con đường trở thành sông nước thực thụ. Họ chia sẻ, hầu hết ô tô đỗ trước nhà đều bị cuốn đi hoặc hư hại nặng nề. Từ trên cao, không khó để nhìn thấy các hàng dài la liệt những chiếc ô tô chìm sâu dưới dòng nước sau trận mưa lịch sử. Ngoài ra, một đoạn video được CCTV đăng tải cũng cho thấy một cây cầu đường bộ ở Bắc Kinh đã bị gãy làm đôi, nhưng không chỉ ngập trong nước, nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt nghiêm trọng. Chưa hết, mưa lũ còn khiến nhiều cột điện bị hư hại, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc ở một số khu vực. Vào hôm thứ Ba, gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại hai sân bay của Bắc Kinh. Trang thông tin Suantan cũng viết, không chỉ hư hại tài sản, cơn bão Doksuri cũng gây nhiều khó khăn cho nhiều người dân, đặc biệt là người lái ô tô. The Guardian đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông bị kẹt trong xe ô tô và bị dòng nước lũ cuốn trôi. May mắn, ông đã được đội cứu hộ giải cứu kịp thời. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ, hàng trăm kho sách bị ngập, chật kín các đội cứu hộ. Theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 27 tháng 8 đưa tin, trong 2 ngày, hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trắc Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Trong khi tình hình nhìn chung đã cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trắc Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ vào chiều qua. Các quan chức địa phương cho biết từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 11 giờ trưa thứ Ba, Trắc Châu đã hứng lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trắc Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ảnh hưởng đến khu vực rộng 225,38km². Chiều thứ Ba, nguồn cung cấp nước đã bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực của thành phố bị mất điện. Tính đến chiều thứ Ba, có 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trắc Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trắc Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, gồm tổng cộng 8.755 người để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có đội cứu hộ Bầu Trời Xanh của Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trắc Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ. Xuồng cứu hộ nhiều lần trạng vạng vì lỡ đi qua nắp ô tô. Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Trắc Châu là một trung tâm hậu cần quan trọng, có hàng trăm kho sách của các nhà xuất bản trên địa bàn thành phố và gần như tất cả các kho sách này đã bị ngập nước. Ít nhất vài triệu cuốn sách đã bị ướt do lũ lụt. Các kho trung chuyển của một số nhóm hậu cần ở Trắc Châu cũng bị ảnh hưởng, theo Thời báo Hoàn Cầu. Hôm 27 tháng 8, truyền thông địa phương tường thuật những trận mưa lớn do bão Doksuri đã làm ngập một số khu hậu cần trong thành phố, nơi tọa lạc của gần 100 công ty sách, vô số cuốn sách bị ướt và thiết bị hư hỏng. Khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình ngập nặng. Hôm thứ Hai, sau khi nhà xe bị sập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ, khoảng 15,43 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc. Đến ngày 27 tháng 8, Bộ Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thông báo phân bổ 44 triệu nhân dân tệ, khoảng 6,17 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trong khu vực. Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012, truyền thông Trung Quốc cho biết. Bắc Kinh lần đầu tiên phải dùng đến một hồ chứa nước lũ kể từ khi được xây dựng cách đây 25 năm. Hơn năm 2.000 người tại những khu vực bị ảnh hưởng buộc phải sơ tán. Hơn 100 tuyến đường vùng đồi núi đã phải phong tỏa. Mưa lớn từ ngày thứ Bảy tuần trước đến hôm qua ở Bắc Kinh là mức cao nhất theo dữ liệu thống kê bắt đầu thực hiện ở thủ đô từ 140 năm trước. Lượng mưa lớn nhất trong cơn bão này là 744,8mm xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh ngày 27 tháng 8 cho biết trên tài khoản WeChat nhấn mạnh đây là mức cao nhất trong 140 năm. Bão Doksuri quét qua miền Bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước, gây mưa thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ cuối tuần trước. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Cùng với Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng cường và nỗ lực cứu hộ ở thành phố ngập lụt khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27 tháng 8 kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu những người mất tích hoặc bị mắc kẹt do mưa lũ, tìm biện pháp hạn chế thương vong và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trung Quốc phải trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng,
những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang dần trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Lúc này, Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kanun, cơn bão thứ 6 trong năm, khi nó đang tiến gần bờ biển phía đông nước này. Cục Khí tượng Thủy văn Lào cho biết, về tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Savannakhet, Trung Lào. Mưa lớn đã khiến nhiều bản làng tại tỉnh Savannakhet bị ngập lụt, làm nhiều diện tích hoa màu ao cá chìm trong nước. Tại huyện Satthaphon, hơn 5.100 hộ dân ở 28 bản đang chịu ảnh hưởng. Cục Khí tượng và Thủy văn Lào cho biết, mưa lớn dự báo sẽ tiếp diễn tại các tỉnh Trung và Nam Lào, làm mực nước ở các con sông tiếp tục dâng cao tràn bờ. Hiện mực nước tại các sông Pakhan, Hibowun ở tỉnh Khammuan, sông Sechampon ở tỉnh Savannakhet, Trung Lào và sông Sedon ở tỉnh Champasak, Nam Lào đang ở mức nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Thủy văn Lào và chính quyền địa phương cảnh báo người dân tại các khu vực trên cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn trong những ngày tới, đề nghị người dân theo dõi chặt các dự báo thời tiết và mực nước do Cục Khí tượng và Thủy văn cung cấp, để có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp nếu cần. Trước các cơn bão gây mưa lớn và gió to hình thành từ Thái Bình Dương, các nhà khoa học thời tiết cho biết sẽ có từ 4 đến 6 cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, gần bằng hoặc ít hơn dự kiến vào thời điểm này trong năm, trong đó 2 đến 3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến Trung Quốc. Dự báo những cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc, chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Đông và Nam Trung Quốc. Các cơn bão này có khả năng gây mưa lớn, làm một số nơi Lào ngập úng cục bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!